Hôm nay chúng ta sẽ bàn về Khá Bảnh, về Dương Minh Tuyền và về nội dung bạo lực ở trên YouTube. Nhưng chúng ta không bàn về góc độ phê phán của dư luận, mà chúng ta sẽ bàn về góc nhìn của YouTuber làm sao có thể đưa nội dung bạo lực vào trong video của mình một cách phù hợp với nguyên tắc cộng đồng của YouTube. Xin chào các bạn đến với kênh Việt YouTubers. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây sẽ là nơi trút bầu tâm sự của YouTubers, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Phan, support của BBTV, network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Cái nội dung chính của video này sẽ là cách làm nội dung bạo lực phù hợp với nguyên tắc cộng đồng, nhưng mà cái phần nội dung chính đấy mình sẽ để ra phía sau. Tại sao lại như thế? Tại vì thứ nhất là nếu bạn nào thực sự mà rất là cần thiết làm cái nội dung đó, cần tìm hiểu làm như thế nào, thì xin mời các bạn xem cho đến hết video. Tại vì như trong một video lần trước mình đã nói ấy, cái việc đó sẽ rất là tốt cho video của mình, tại vì nó sẽ giữ chân được khán giả, đúng không? Ôn bài một tí. Ngoài ra, vấn đề thứ hai ấy, là mình muốn cung cấp cái ngữ cảnh của video này. Các bạn sẽ xem đến cuối video, các bạn sẽ biết là ngữ cảnh là cái chìa khóa quan trọng nhất khi mình muốn làm các cái nội dung mà nhạy cảm ở trên YouTube. Và thứ ba nữa ấy, là khi nói về cái ngữ cảnh này, mình sẽ nói về những cái điều gọi là cực kỳ cơ bản của một nhà sáng tạo ở trên YouTube. Nếu mà bạn muốn cái kênh của bạn, cái nội dung của bạn được bền vững, được chuẩn xác, và nhờ giống như một chiếc xe ô tô ấy, nếu mà mình lắp ráp nó một cách cẩn thận ấy, thì nó sẽ chạy nhanh, nó sẽ bền, nó sẽ chạy nhanh và nó sẽ rất là ổn định, đúng không? Còn khi mình cứ lắp ráp vội vàng vào để mình đạt được cái mục tiêu trước mắt ấy, thì nó sẽ không đi xa được đâu. Thì cái ngữ cảnh là như sau: mọi vấn đề ở trên đời ấy đều có hai mặt. Tất cả mọi người đều nói như thế, mà có cái ông ở bên Ấn Độ, ông Shikamoni ấy, hay ở Việt Nam mình gọi là Mr. ông Phật ấy, ông ấy nói rồi: trong rác luôn có sẵn hoa, trong hoa luôn có sẵn rác, hoa và rác không hai, mê và giác tương tức, đúng không? Thì cái vấn đề nội dung bạo lực cũng thế. Nếu mà mình gọi là lãng phí thời gian, mình ngồi mình lên Facebook mình than phiền, mình ra quán trà đá mình ngồi mình chém gió, thì nó chả được cái lợi gì cả, nó chỉ làm xấu hơn cho cái cộng đồng thôi. Trong khi nếu mà mình nhìn nó từ một góc độ tích cực hơn, thì mình hoàn toàn có thể vận dụng nó để làm video, để sáng tạo ra những cái giá trị, nó có giá trị cho cộng đồng. Chẳng hạn như các bạn nhìn thấy ở trên Hollywood chẳng hạn, hàng năm cái nội dung bạo lực vẫn là một cái nội dung kiếm rất lớn. Các bộ phim bom tấn, 10 bộ phim bom tấn thì đến 8 bộ phim là nội dung bạo lực, gọi là người ta gọi là thể loại phim hành động, đúng không? Làm ra rất là nhiều tiền. Nhưng mà sao cái bạo lực không phải là tâm điểm của video, đúng không? Người ta xây dựng một câu chuyện. Ví dụ như một nhân vật nào đó, người bình thường một ngày nào đó bị rớt xuống hang chẳng hạn. Những chuyện kiếm hiệp thường là rớt xuống hang đấy, hoặc là bị nhện cắn chẳng hạn, thì trở nên có võ công hay là trở nên có năng lực gì đó, xong rồi mình đi đánh nhau đấy, trong có cảnh bạo lực, mình chiến đấu với các thế lực xấu, rồi mình bảo vệ nhân loại, bảo vệ con người. Từ đó người ta khán giả rút ra được những bài học có giá trị gì đấy chưa? Thì mọi vấn đề ở trên đời đều có hai mặt như thế. Mình nên nhìn từ cái khía cạnh, chỉ cần mình nhìn từ khía cạnh tích cực, mình nhìn cái cách đem giá trị đến cho khán giả, thì mình sẽ vận dụng được nó, thay vì là mình đi than phiền khắp mọi nơi, đúng không? Cái vấn đề hướng dẫn cách làm nội dung bạo lực này mình đã nghĩ đến từ cách đây 2 3 tuần, nhưng mà mình rất là do dự không làm. Tại vì sao? Tại vì mình sợ rằng các bạn hiểu nhầm là kênh Việt YouTubers hay là Henry Fan cổ vũ cho cái chủ đề bạo lực này, trong khi mình thấy là có rất là nhiều chủ đề khác nhau hay ho hơn, đẹp đẽ hơn mà các bạn hoàn toàn có thể làm được. Mình sợ cái điều hiểu nhầm đấy, cho nên là đến tận hôm nay mình mới làm cái video này. Nhưng mà tuy nhiên thì mình thấy cái sự phát triển của YouTube Việt Nam
từ cái chỗ mà các bạn chỉ có đi lấy nội dung của người khác, gọi là re-up đấy đúng không? Một hình thức gọi là giống như nó không có một cái sự sáng tạo gì hết. Bạn lấy nội dung của người khác xong rồi bạn đặt lên YouTube để bạn lấy tiền. Thì từ đó xong rồi tiếp theo đến cái giai đoạn mà các bạn toàn làm nội dung về ăn uống thôi, thử thách ăn uống, các thể loại ăn uống. Rồi bây giờ đến cái giai đoạn làm toàn nội dung về đánh nhau. Thì mình thấy thôi, coi như đấy cũng là một sự phát triển, coi như là cũng sáng sủa. Cái ý tưởng về làm cái video này nó cứ lởn vởn ở trong đầu của mình như vậy. Thì các bạn cũng là nhà sáng tạo, cũng là YouTuber, cũng giống như mình. Các bạn đều hiểu cái cảm giác đó. Khi mà mình biết một vấn đề gì đó ấy, mà vì mà mình không đưa nó ra đến với cộng đồng của bạn ấy, đến với cái kênh của bạn ấy, thì nó rất là khó chịu ở trong người, giống như mình có bầu mà mình không làm sao mà đẻ được nó ra, đúng không? Ngồi ăn mình cũng nghĩ đến nó, lúc đi ngủ mình cũng nghĩ đến nó, lúc mình làm việc, mình làm cái video khác mình cũng nghĩ đến nó. Thì đó là cái chính là cái cảm giác ở trong đầu mình. Thì mình khuyên các bạn ấy, là đối với những cái ý tưởng mà nó cứ lởn vởn trong đầu của bạn như thế ấy, mà vì một lý do cá nhân ở đây, giống như lý do cá nhân của mình là mình sợ các bạn hiểu nhầm ấy, mà nó vẫn cứ lởn vởn ở trong đầu ấy, thì tốt nhất là bạn cứ làm video, cứ đẩy nó ra đi, cứ để cho cộng đồng của bạn xem xét nó như thế nào nha. Tại vì ấy, một thầy dạy truyền thông của mình ấy, sư phụ của mình nói với mình như này: bản chất của nhà sáng tạo là gì? Bản chất của nhà sáng tạo là bạn phải mang được giá trị đến cho cộng đồng. Nếu bạn có giá trị, bạn nhìn thấy cái giá trị, bạn nhìn thấy cái con đường đấy, cái đường đi đấy, mà bạn không chịu gọi là ra đứng trước camera để mang cái giá trị đấy cho cộng đồng của bạn, cho những người mà bạn yêu quý ấy, thì đó là một hình thức gọi là ăn cắp. Bạn ăn cắp cái điều mà người ta xứng đáng được hưởng. Đây cũng là cái lời mà mình nhắn nhủ đến cho rất là nhiều bạn mà mới làm YouTube, hoặc là mới chuyển từ cái kiểu gọi là re-up, cái kiểu gọi là content farming, nhân giống nội dung đấy, sang làm vlog hay là làm content. Luôn luôn hỏi mình là bây giờ em có một kiến thức, em có một cái kỹ năng, em muốn em biết là nó sẽ rất có giá trị, nhưng mà việc đứng ra trước camera đối với em rất là khó khăn, tại vì em sợ người ta chê cười này, em sợ những cái điều em nói ra nó ảnh hưởng đến những người xung quanh em này, rồi em sợ nói chung em không được đẹp trai này, rồi cái giọng nói của em không được tốt này, vân vân, nhiều lý do lắm. Xong rồi tất cả những lý do cá nhân đó của bạn ngăn ngăn cản bạn không đứng ra trước camera để mang cái giá trị đó đến cho cộng đồng của bạn. Đấy là một hình thức ăn cắp nha. Đấy là lời nhắn nhủ của mình. Thì đó là cái ngữ cảnh của cái video này. Còn bây giờ mình vào nội dung chính. Thì nội dung bạo lực đấy, như lúc nãy mình nói là hoàn toàn có thể được chấp nhận ở trên YouTube nếu mà mình làm đúng. Thì những điều cấm mà YouTube không cho phép đối với nội dung bạo lực là như sau. Thứ nhất là video của bạn tâm điểm là nội dung bạo lực, không có cái giá trị gì khác ngoài chuyện đánh nhau, ngoài chuyện gọi là gây đau đớn cho người khác nha. Thì đấy là cái điều cấm. Cái thứ hai là xúi giục người khác thực hiện hành vi bạo lực. Đấy, ví dụ như trên trên video không có đánh nhau gì hết, nhưng mà bạn chỉ lên bạn nói, bạn rủ rê giang hồ băng nhóm này đi đánh nhau với băng nhóm kia này nọ các kiểu nha. Thì đấy là vi phạm chính sách của YouTube. Cái tiếp theo là cảnh đánh nhau có sự tham gia của trẻ vị thành niên và trẻ nhỏ. Các kênh làm nội dung trẻ em lưu ý nha, nếu mà có trẻ nhỏ là tuyệt đối không được có cảnh đánh nhau ở trong video, không có cảnh bạo lực ở trong video. Một vấn đề lưu ý nữa đối với đặc thù của YouTuber Việt Nam là như sau: cái cơ địa, cái hình dáng của con người Việt Nam mình nó hơi bị nhỏ, cho nên là nhiều khi thuật toán máy nó quét ấy, nó nhìn người lớn hẳn hoi nhưng mà nó tưởng rằng đấy là trẻ con. Thì nhiều khi các video của bạn hay bị gậy hoặc là bị vàng tiền một cách vô lý, các bạn để ý cái điều đó, để có gì cần thiết thì mình hoàn toàn có thể kháng được nha. Rồi thứ ba là các cảnh thực tế,
mà mình làm ra chỉ có với mục đích gây sốc hoặc làm khán giả thấy ghê sợ thôi. Ví dụ như các cảnh tai nạn giao thông này, thiên tai này, chiến tranh này, rồi tấn công khủng bố này, đánh nhau trên đường phố này, tấn công tình dục, rồi thiêu sống, tra tấn, biểu tình bạo loạn, thủ tục y khoa này nọ, các cái cảnh mà ví dụ như bạn thấy ra đường thấy có xe đâm chết người thôi, bạn vào quay, ôi video này chắc chắn hút view đúng không? Vi phạm chính sách của YouTube. Ok. Rồi, các cảnh quay cận cảnh, mô tả hình ảnh các chất dịch của cơ thể, rồi các cái thủ thuật, ví dụ như phẫu thuật với mục đích làm cho khán giả cảm thấy ghê sợ. Cái đấy rất là hiển nhiên đúng không? Rồi nhưng mà có một cái không hiển nhiên lắm nhưng mà ở Việt Nam thường xuyên phải mắc phải này là nạn mụn, lấy ráy tai. Những cái vấn đề mình rất là hiểu ở Việt Nam nó cũng không quá là ghê tởm, nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà YouTube sân chơi của quốc tế mà. Mình làm công dân quốc tế, mình làm công dân của thời đại 4.0, mình tuân thủ. Mà nhất là mình chơi trên sân chơi của YouTube là mình tuân thủ của người ta, cái đấy đúng là văn minh. Thì cái đó các bạn lưu ý, Việt Nam, YouTuber Việt Nam thường xuyên mắc phải, mà đến khi kênh bị gậy, kênh bị tắt cũng không hiểu tại sao luôn, tại vì những cái email của YouTube thường nó rất là ngắn ngủi đúng không? Rồi, một cái cuối cùng mà cái quan trọng nhất là tất cả các cảnh quay bạo lực của các bạn ấy thì các bạn đều phải nêu ra ngữ cảnh, bối cảnh của video để cho khán giả hiểu được. Ví dụ như các bạn nói rằng cái cảnh quay này là dàn dựng chẳng hạn. Mình sẽ nói về ở phần tiếp theo. Tiếp theo là như này. Làm sao xây dựng được bối cảnh, làm sao xây dựng được cái ngữ cảnh cho khán giả hiểu rằng cái hình ảnh bạo lực ở trong video này là cần thiết. Thì thứ nhất đấy là cái vấn đề cái về phần siêu dữ liệu, tiêu đề, mô tả, thẻ tag và hình đại diện. Các bạn tránh càng nhiều càng tốt cái yếu tố bạo lực ở trong các cái phần đấy đúng không? Tại vì những cái phần đấy là những cái phần mà thứ nhất là máy nó quét đầu tiên, rồi thứ hai nữa ấy, là cái 30 giây đầu tiên của video các bạn đừng để những cái cảnh bạo lực của các bạn vào đấy. 30 giây đầu tiên YouTube xem rằng đó là cái thời gian mà gọi là setup nên cái bối cảnh của video, cái nội dung chính của video của các bạn, được chưa? Rồi cái thứ ba ấy là tốt nhất đấy là các bạn nên làm mờ hoặc che khuất cái hình ảnh bạo lực đó thì nó sẽ ít bị đánh gậy hơn. Rồi cái thứ tư ấy, người ta sẽ xem xét cái yếu tố là cái vấn đề thời lượng của hình ảnh bạo lực đó trong toàn bộ thời lượng của video của bạn. Nếu mà ví dụ như bạn làm video 10 phút chẳng hạn mà đến 9 phút rưỡi là chỉ có đánh nhau, chửi bới các kiểu thì đương nhiên là cái video của đó vi phạm đúng không? Còn nếu mà giống như mình nói lúc nãy có một câu chuyện, có một nhân vật gặp phải khó khăn, phải dùng bạo lực để giải quyết cái khó khăn đấy thông qua cái mâu thuẫn, cái bạo lực đấy mà cái nhân vật đấy phát triển về tính cách, thay đổi về nhân cách, về tính cách thì từ đó khán giả rút ra được một cái giá trị gì đấy thì nội dung bạo lực là hoàn toàn phù hợp, được chưa? Rồi tiếp theo, đối với các cái một phần cái cảnh bạo lực mà là một phần của nghi lễ tôn giáo ấy thì các bạn cần phải giải thích ở trong video hoặc giải thích ở trong phần mô tả, hoặc là cảnh bạo lực là mang mục đích giáo dục chẳng hạn, giống như ở Việt Nam hay có các thầy dạy võ mà dạy cách tự vệ thì các bạn hãy giải thích kỹ là cảnh bạo lực này là cần thiết. Ví dụ như các bạn tưởng tượng nếu mà dạy cho người ta tự vệ mà các bạn không chiếu cảnh đánh nhau ở trên trên màn ảnh thì làm sao mà dạy được đúng không? Nhưng mà nếu mà mình cung cấp ngữ cảnh đầy đủ thì cái việc thứ nhất là không gây hiểu lầm cho khán giả. Thứ hai nữa là khi mà nếu mà máy có quét hoặc YouTube nó có quét mà nó làm cho video của mình bị vàng tiền hoặc bị gậy ấy thì mình hoàn toàn có thể kháng được. Đúng không? Hãy nhớ rằng cung cấp ngữ cảnh là điều quan trọng nhất.
không chỉ đối với nội dung bạo lực mà đối với tất cả các nội dung nhạy cảm khác ở trên YouTube. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber chúng ta tự hào sáng tạo.